Thứ hai, cô nhị nương cai quản vườn đào tiên của Đức Phật Mẫu, thuộc tầng trời thứ nhì của cửu trùng thiên, đón tiếp các chân hồn quy thiên đến vườn đào tiên, mở tiệc trường sanh đãi các chân hồn và đưa các chân hồn đến ngân kiều để cởi kim quang bay lên ngọc hư cung. Trong một kiếp giáng trần ở Việt Nam, nhị nương có tên là Cẩm. Do đó, trong lễ hội yến Diêu Trì Cung, bài thài hiến lễ nhị nương khởi đầu bằng chữ Cẩm. Vốn là con nhà đại ca tâm mà trí thông minh mẫn, có biết tài chữ đẹp văn hay, vốn con nhà giàu sang phú quý, cầm tu là quý danh, danh tiếng còn bên cõi trần. Trước đó bà là nữ vương ở Thủy Chân Lạp, vùng đất xa xôi hiện thân đến núi Ngự Sông Hương. Bà lấy tên công trình văn hoa, làm tên của bà tuy rộng hiểm xa, chưởng quản vườn đào vườn thọ để tiếp các chân thần quy thiên, đưa đón các chân hồn.